Hello, xin chào tất cả ông bà cô chú nha. Hôm nay đưa Su Mì với bạn Su Mì với cả em Ton đi đến cái lễ hội Halloween. Trái bí đỏ của em Su Mì với em Ton đây nè cô chú. Đây là những cái trái bí đỏ của những bạn mà trong trường bơi họ thiết kế đó. Nhìn cưng ghê chưa? Còn trái của Mì với Ton đây nè cô chú. Mì với Ton là chưa có biết trang trí gì. Cái trái này của Su Mì, trái kia của Ton kìa. 110 với 111 thì mình sẽ viết vào một cái phiếu bầu, tức là bạn nào sẽ được bình chọn nhiều nhất. Rồi con bỏ cho đi. Đó là cái thùng này để bình chọn đó cả nhà, bình chọn xem quả bí nào đẹp nhất. Ô trời, bạn nào trang trí cái quả này cưng ghê chưa cô chú nè. Quá wow, trời bí đỏ. Mi, con nghĩ là quả bí của con có thắng không? Quả bí của Su Mì? Dạ không, Su Mì nói là Su Mì không nghĩ. Thế con nghĩ quả bí nào sẽ thắng nè? Quả này phải không? Cô chú ơi, năm nay là Su Mì với Ton là Mì vẫn là con kỳ lân, của em Ton là con khủng long nha cô chú. Giờ đi qua nhà bên này xin kẹo nè. Hai chị em á, anh Ton thì đang sợ của chú ạ, nên đi như con rùa vậy đó. Tại nhà này họ trang trí sợ quá mà. Có mấy con ma nè, có cái vòi nước trước cửa nhà nữa nè. Đứng nhà mà. Vô đây, cho nói merci chú đi. Ton chạy vô con. Chị hai ơi, dẫn em vô với. Chị hai dẫn em kìa, chị hai dẫn em con. Trời ơi, cái nhà này họ trang trí nhìn sợ ghê cho mọi người. Có cái ông ma này nè, Mì với Ton đang đứng xếp hàng trên kia kìa. Nhà mình trang trí không có cái gì hết mà xung quanh xóm này họ làm ghê thiệt chứ. Trời ơi, cái xóm này nó đông quá trời đông mọi người ơi. Không biết bao nhiêu kẹo cho đủ. Đây đây đây, con qua nhà này nè, xuống đi. Dẫn em đi, dẫn em chạy qua đây đi. Rồi, ok, đi vô xin đi. Xin chip nha con, xin chip nha. Đi từ 5 giờ rưỡi chiều cô chú, bây giờ 6 giờ rưỡi rồi, được tiếng rồi đó. Trời, nhà nào cũng để mấy con ma nhìn buồn cười quá. Nhà này họ gắn mấy đèn nháy nhìn đẹp quá mọi người ơi. Tại vì bên Hà là kiểu như còn 2 tháng nữa đến Giáng sinh đó, là người ta cũng bắt đầu trang trí hết rồi đó mọi người. Vui lắm, đông mấy em bé đi quá trời đông. Su Mì đang phát cho các bạn nè cô chú ơi. Trời ơi, quá trời quá. Su Mì phát mà tát mồ hôi hột luôn cô chú ạ. Năm nay Halloween lạnh quá trời lạnh luôn. Mệt chưa? Đây mẹ phát. Cute. Rồi, đây là kẹo của ai đây? Mận ơi, đây kẹo của ai đây Mận? Của Hà Hậu thì con. Trời ơi. Nè, Mận đi xin kẹo nè cô chú nè. Mận với bạn gì đây? Mận, Mận hóa trang thành công chúa gì đây? Công chúa gì hả con? Wednesday hả? Wednesday nhưng mà là... Quá trời kẹo. Ôi ôi, vậy sao ăn hết? Sâu răng chết. Ủa có cả mấy cái kẹo sầu riêng hả không? Kẹo cây kem nè, ngon lắm nè. Kẹo cây cây cậu mẹ con mua. Quá trời quá đất.
Hôm nay là một ngày đẹp trời nên là bố Sumi đã đưa mấy bé nhỏ đi khu công viên giải trí mọi người. Đây là cái khu vui chơi mà nằm cách Montreal 15 phút chạy xe, nằm ở thành phố Terrebonne. Ở đây thì những em bé nhỏ rất là khoái chơi mấy cái trò kiểu như xích đu hay là mấy cái trò cưỡi ngựa vòng vòng á mọi người. Mà Sumi với lại chị Suka năm nay lớn rồi, không có thèm chơi mấy cái trò nhỏ nhỏ nữa mà thích chơi mấy cái trò cảm giác mạnh á. Đó là đu quay mà kiểu đu quay mà hét húa rồi. Lát nữa sẽ cho mọi người xem là nhà mình sẽ chơi những trò gì. Ở đây vé vào cổng thì không có mất tiền, nhưng mà mọi người sẽ mua vé thì một vé cái coupon để chơi á, là một coupon như vậy là tầm 2 đô. Thì mỗi một cái trò chơi sẽ mất tầm 2 đến 4 cái coupon. Nói chung là mỗi bé đi chơi thì mất tầm khoảng 50 đồng. Nếu mà chơi được khoảng 3-4 trò đó mọi người. Khúc này là nó chạy nhanh quá rồi, nó quay nhanh mà không nhìn thấy Sumi với bé Suka, hai bé nhà mình đâu hết mọi người. Nhìn trống hết cả mặt luôn á. Hàng bảo đảm chơi xong cái trò này mà bé nào mà mới ăn xong là ra là có bao nhiêu là ra hết luôn á cả nhà. À, nghĩ là tuổi thơ là bạn nào cũng được chơi cái trò máy bay này. Em to này nhắc chết không có dám leo lên cô chú. Cuối cùng là Yuna với Sumi chơi cái trò này. Thì mấy mẹ con Hà sẽ đi chơi thêm mấy trò nữa rồi sẽ đi về. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi clip nha. Hẹn gặp mọi người ở những clip sau. Bây giờ Hà cho hai bé chuyển qua chơi cái trò này. Thì cái trò này là cũng là một trong những cái trò cảm giác mạnh gần như là nhất ở đây á mọi người. Tại vì khu này chỉ là cái khu vui chơi nhỏ thôi. Thì cái này đang ở Hà nghĩ chắc level này, chắc level sợ chỉ gọi là cấp 1 thôi. Mọi người mà đi đến những cái trung tâm khu vui chơi giải trí mà lớn hơn á, thì cái trò này là dành cho Hà với Hùng chơi với cái trò người lớn á. Thì nó sẽ đưa mình lên tận trên cao, Hà nghĩ phải mấy chục mét á, xong nó quay. Nó còn khủng khiếp hơn cái trò này nhiều. Tức là nó cùng là cái trò chơi này, nhưng mà cái độ cao là nó đưa lên cao hơn nữa mọi người. Nên chơi trò này thì rất là dễ chóng mặt. Bạn nào mà thích cảm giác mạnh thì thử chơi trò này nha.